Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học lớp 4 bài số 29. Trong bức xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thầy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay thầy bị viêm họng nên nói chuyện khó nghe một chút, các em thông cảm. Dù là bị viêm họng nhưng thầy vẫn cố gắng với bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài 29 tiết kiệm nước. Trước hết là một yêu cầu. Chỉ ra những việc nên làm và những việc không nên làm để tiết kiệm nước. Như vậy mình sẽ xem những hình phía dưới đây và mình xem hình nào nêu việc nên làm và hình nào nêu việc không nên làm của việc tiết kiệm nước nhé. Như vậy mình thấy hình số 1 là vẽ một người phá cái quan lợ khi mà nước vừa chảy đầy chậu, đúng không? Việc làm đó là nên làm, đúng không? Vì như vậy sẽ không để cho nước tràn ra ngoài gây lãng phí nước, vì nước mình phải bỏ tiền cho mình mua, đúng không nào? Lãng phí nước có nghĩa là điện lãng phí tiền bạc của gia đình của mình, đúng không? Tiếp theo là hình số 2, vẽ một vòi nước chảy tràn ra ngoài mà không có ai lợi tắt hết. Vì vậy việc làm này là không nên, vì sẽ gây lãng phí nước, lãng phí tiền bạc của gia đình mình nha. Giờ tiếp theo là hình số 3, vẽ một em bé đang mời chú công nhân ở công ty nước sập đến vì ống nước nhà bạn bị vỡ. Vì là đó là nên làm, vì như vậy thì sẽ tránh được các tạp chất bẩn lẫn vào trong nước sập và không chứa nước chảy ra ngoài gây lãng phí nước, đúng không? Lãng phí nước chính là lãng phí tiền nhé. Tiếp theo là hình số 4, vẽ một bạn vừa đánh răng vừa xả nước. Vì đó là nên không nên làm, vì nước sập đã chảy vô ích xuống cây đường cống, gây khóc lãng phí nước và lãng phí tiền bạc của gia đình nhé. Tiếp theo là hình số 5, mình thấy là một bạn múc nước để trong ca để đánh răng, đúng không? Xài vừa đủ nước ha. Vì đó là nên là vì tránh nước bị lãng phí, đúng không? Tiếp theo là hình số 6, một bạn đang tưới cây, dùng vòi tưới lên ngọn cây. Đây là một việc làm không nên làm, vì tưới lên ngọn cây là không cần thiết. Mình muốn tưới cây mình chỉ cần tưới một ít xuống cái gốc cây là được, đúng không? Giờ như vậy là sau khi xem các hình mình trả lời câu hỏi nha. Như vậy là hình số 1, vẽ một người phá van vòi nước khi nước đã chảy đầy chậu. Việc làm đó là nên làm, vì như vậy sẽ không để nước tràn ra ngoài gây lãng phí nước. Tiếp theo là hình số 2, vẽ một vòi nước chảy tràn ra ngoài chậu mà không có ai tắt hết. Việc làm đó là không nên, vì làm như vậy sẽ gây lãng phí nước, chính là lãng phí tiền bạc của gia đình mình nha. Tiếp theo là hình số 3, vẽ một em bé đang mời chú công nhân ở công ty nước sạch đến vì ống nước nhà bạn bị vỡ. Vì đó là nên làm, vì như vậy tránh không cho tạp chất bẩn lẫn vào nước sạch và không cho nước chảy ra ngoài gây lãng phí nước nha. Tiếp theo là hình số 4, vẽ một bạn vừa đánh răng vừa xả nước. Vì đó là không nên làm, vì nước chảy vô ích xuống đường ống hốc nước gây lãng phí nước. Tiếp theo là hình số 5, vẽ một bạn hút nước vào ca đánh răng. Vì đó là nên làm, vì nước chỉ cần dùng vừa đủ thôi, không gây lãng phí nhé. Tiếp theo là hình số 6, vẽ một bạn đang dùng vòi nước tưới lên ngọn cây. Vì đó là không nên làm, vì tưới lên ngọn cây là không cần thiết. Như vậy sẽ làm vì nước chỉ cần tưới một ít xuống gốc cây là được nha. Giờ tiếp theo một câu hỏi, tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước? Giờ trước khi trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước thì mình sẽ xem hình trước nha. Hình số 7 mình thấy là hình A và hình B. Hình bên A là một bạn đang tắm dưới vòi sen và bạn này mở van hết cỡ luôn. Nhưng mà bạn này tắm vòi sen mở hết cỡ, nước chảy quá chừng luôn. Còn bạn nhà kế bên thì lại không có nước chảy, vì bên đây đã chảy bên đây hết rồi, đúng không? Tiếp theo là hình số 8. Thì hình bên A là một bạn này dặn vòi nước vừa phải thôi, nên các bạn nhà kế bên có nước để mà
hứng nước vào xô sắp đi đúng không? Giờ như vậy là mình xem hình xong mình trả lời câu hỏi tại sao chúng ta phải tiết kiệm nước nhé. Giờ mình trả lời nha. Bạn trai ngồi đợi mà không có nước vì bạn ở nhà bên xả vòi nước to hết cỡ hết mức. Bạn ra giờ hình kế tiếp thì bạn gái chờ nước chảy đầy xô đợi sắp về vì bạn trai nhà bên vặn vòi nước vừa phải thôi. Như vậy là bạn nào phải tiết kiệm nước vì tiết kiệm nước để người khác có nước dùng. Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền của gia đình mình nha. Nước sạch không tự nhiên mà có, nước sạch phải mất nhiều tiền và công sức của nhiều người mới có. Chúng ta cần phải tiết kiệm nước vì phải tốn nhiều công sức tiền của mới có đủ nước sạch để dùng. Tiết kiệm nước là dành tiền cho mình và cũng để dành nước cho người khác được dùng nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo nội dung chính của bài học hôm nay. Phải tốn nhiều công sức tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy không được lãng phí. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước để nhiều người dùng. Như vậy là nước sạch không phải tự nhiên mà có nha. Nước ở sông, ở ao, hồ, suối để biến thành nước sạch thì người ta phải sử dụng một hệ thống lọc nước. Và hệ thống lọc nước đó thì người ta phải xây dựng lên đó bằng nhiều công sức và để vận hành nó thì cũng cần phải tốn tiền tốn điện này kia thì mới vận hành được cái nhà máy nước đó đúng không? Như vậy là để có nước sạch mình sử dụng hàng ngày thì nhiều người phải tốn nhiều công sức tốn nhiều tiền của mới có nước sạch. Vì vậy mình không nên lãng phí nước nha. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình cho gia đình mình và cũng cho dành nước đó cho nhiều người khác cùng dùng nha. Giờ tiếp theo vẽ hoặc là sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Như vậy là các em có thể vẽ hoặc là sưu tầm tranh cũng được. Cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước mình có thể tìm tranh sưu tầm tranh trên sách báo, trên tạp chí hoặc trên internet cũng được đúng không? Giờ ví dụ như đây là một cái hình, đây hệ tiết kiệm nước đúng không? Vì nếu bạn ở ở đầu nguồn mà bạn xài lãng phí thì những bạn ở cuối nguồn sẽ không có nước mà sử dụng đúng không? Mình phải tiết kiệm nước để cho tiết kiệm tiền bạc cho gia đình mình và tiết kiệm nước để cho những người khác có nước sử dụng nha. Giờ tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong phần vở bài tập luôn nha. Giờ có số 1 quan sát cái hình trang 60, 61 sách giáo khoa và bàn hành bản sao. Như vậy là mình xem các hình lại các hình ở trang 60 và 61 sách giáo khoa. Mình xem những cái hình đó nội dung hình là gì và việc đó là nên thực hiện hay không nên thực hiện nha. Giờ hãy trả lời câu số 1 đúng nha. Như vậy là hình số 1 là nội dung hình sẽ là phá vòi nước không để nước tràn qua. Như vậy việc làm này là nên thực hiện đúng không? Tiếp theo là hình số 2. Người ta không phá vòi nước để nước tràn ra ngoài như vậy là không nên thực hiện đúng không? Sẽ gây lãng phí nước. Và tiếp theo là câu số 3. Không báo thợ khi vòi nước bị vỡ. Như vậy là việc này là nên thực hiện đúng không nè? Hình số 4 là không phá vòi nước khi không sử dụng. Đây là việc chắc chắn là không nên thực hiện nha. Tiếp theo là phá vòi nước khi không sử dụng nên thực hiện. Tiếp theo là số 6 sử dụng nước để nghịch để chơi. Đương nhiên là không nên vậy đúng không? Không nên thực hiện nha. Tiếp theo là hình số 7 là sử dụng phung phí nước cũng không nên thực hiện nha. Và hình số 8 là sử dụng nước tiết kiệm. Đây là một việc nên rất là nên thực hiện nha. Giờ như vậy mình xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp số 2 đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất. Giờ mình xem câu nào đúng thì mình đánh dấu nha. Giờ tại sao chúng ta phải cần tiết kiệm nước? Câu thứ nhất, nguồn nước không phải là vô tận. Câu thứ hai, phải tốn nhiều công sức tiền của mới sản xuất được nước sạch.
Ý thứ ba là tiết kiệm nước là một cách bảo vệ môi trường. Ý thứ tư là tiết kiệm nước vừa tiết kiệm được tiền cho bản thân và gia đình, vừa để cho nhiều người khác được dùng đến sạch. Và ý cuối cùng sẽ là tất cả những lý do trên. Như vậy mình thấy là chúng ta tiết kiệm nước vì vì tất cả những lý do trên nha. Có nghĩa là nguồn nước không phải là vô tận. À, đúng này. Phải tốn nhiều công sức tiền của mới sản xuất được nước sạch. Tiết kiệm nước là một cách bảo vệ môi trường. Tiết kiệm nước vừa tiết kiệm tiền cho do bản thân, vừa để cho nhiều người khác được dùng nước sạch, đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Rồi câu số 3 là vẽ tranh cổ đồng tiên truyền nước thì các em sẽ tự vẽ, đúng này. Giờ như vậy mà xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thì chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.